Hello anh em, hôm nay là ngày cái video này là cái video cuối cùng của cái năm nay, năm 2018. Chính ra lịch dương nó đã là 2019 rồi, nhưng mà đây là tôi tính video này tính theo lịch âm, hôm nay là 20 năm. Hôm nay là 25 tháng 1. Ok nha. Thì trong cái video này thì đầu video thì tôi xin chúc tất cả anh em hết một năm cũ bước sang một năm mới, làm ăn sức khỏe dồi dào, cái gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ok anh em, tiếp theo đây là hôm nay tôi sẽ giơ câu lục và câu lăng xê ở trên cái hồ này, thì gồm luôn hai món lại một, bởi vì ngày cuối cùng câu lục thì cũng dở mà câu lăng xê không thì cũng dở, nên là đi cái hồ hôm nay lại thách thức cái hồ 100. Hồ này thì thực sự là nó khoai hơn cái hồ khả, tôi nghĩ là khoai hơn cái hồ kia rất chi là nhiều, bởi vì cái hồ này nó rộng hơn cái hồ đấy rất chi là nhiều, và cá thì rơi khoảng tầm hơn 2 tháng rồi người ta không thả, và cá khi người ta thả thì rất chi là bé, chỉ khoảng 2-3 lạng thôi, nên là ngồi cái hồ này bắt được cá to thì rất chi là khó. Tất nhiên là vẫn còn cá sót, tôi hy vọng sẽ bắt được một số con cá sót, và trong cái clip này thì nó sẽ gộp hai cái, một là câu lục và lăng xê, hai cái chung với nhau. Ok anh em, và đây thì tôi hướng dẫn anh em trộn cái ổ lục trước. Thì cái hồ này thì chép nó cũng có nhưng mà rất chi là ít, và trôi cái gì cũng ít, nhưng mà nhiều nhất của nó là mè và trôi, nên là tôi hy vọng là sẽ được cá để cho anh em xem. Hôm nay thì tôi sẽ cố gắng, video cuối cùng thì tôi cố gắng trong năm nay thì tôi cố gắng tôi quay tốt một chút, đỡ rung cho anh em xem. Hy vọng là anh em xem video thì đừng có tua nhé. Ở đây là 2 cân cám gạo tôi mua để 2 ổ, một ổ đây và có khả năng là một ổ thì về nhà tôi sẽ mang về nhà Tết tôi câu. Lấy 1 cân cám gạo thôi. Cái video này thì tôi hướng dẫn rất chi là nhiều rồi. Ok, chia đôi ra mỗi thứ 1 cân, thì cái này 1 cân thì cái kia 1 cân, 2 cân, 1 cân này để lại sau câu. Ok anh em, đây mẻ chua trứng cám trứng này, rồi trứng gà. Đây mẻ chua thì tôi cũng có ủ sẵn rồi, thế nhưng mà thực ra cái mẻ chua của tôi nó chưa ngấu kịp, tôi sẽ xúc bớt ở dưới đi được chút nào thì được, thiếu thì tôi sẽ lấy cái mẻ vừa mua xong. Đó, hôm trước tôi ăn bún có thừa ấy thì tôi cho vào đây này, cái bún này nó ngấu mẻ rất là nhanh anh em ạ. Đây cái lớp mẻ nó tít ở bên dưới này, nó đang ngấu thôi. Đấy, cái lớp mẻ nhìn ngấu rất chi là ngon. Nghĩ chắc là cũng đủ đấy. Rồi ok, thôi. Đấy, cố vét nốt cái tí chỗ này. Rồi ok. Cái này là bún làm mẻ nó. Trước ăn thừa thì tôi cho vào làm mẻ đấy, bún thì làm mẻ rất chi là nhanh anh em ạ. Nó nhanh gần bằng cháo. Đây là mẻ tôi vừa mua này. Cái kia thì cái nhiều quá tôi cho thêm một chút nước. Ở đây còn thừa thì tôi cho vào đây. Mẻ này là mẻ sống nhá anh em nhá. Thừa thì tôi cho vào đây để cho nó ngấu cái chỗ mẻ ở trong cái hộp của tôi. Đó, hết, ok. Rồi. Đây. Đây còn bún ở trong này. Đó, đổ vào đây là tự ngấu thôi.
Ok anh em, đảo đều cái này lên. Rồi đến lượt ông tướng thính nền, cái chủ đạo đây. Đó, thính này anh em thấy tụ ủ câu cả nửa năm rồi vẫn còn này. Bây giờ nó còn đọng cả nước ở dưới này. Do là khoai lang tím đâm ra nó màu nó như này anh em, để nếu mà khoai lang vàng thì màu nó lại vàng hơn. Tiết kiệm cho khoảng 3 bát thôi. Không như trước nữa. Ok, 3 bát thôi. Tiết kiệm mà. Tại vì cái hồ này thì cá nó cũng không có nhiều nên là không phải sợ là nó hết thính. Nếu mà cá nó không ăn ấy thì có mà ngồi đến đêm vẫn còn thính cơ. Cái thùng thính này đến gần cả năm. Năm gì nhỉ? Chắc cũng phải tầm 5 6 tháng đấy. Vẫn rất chi là ngon. Khi sử dụng xong anh em cứ cho đậy vào thôi, hướng dẫn ủ thính lên thì bét nè, trong kênh ra anh em cứ xem thôi. Đơn giản, thực ra thì rất chi là nhiều anh em biết rồi và rất chi là nhiều anh em mới vào kênh thì người ta chưa biết. Thì người ta vẫn cứ hỏi. Rồi hai món này lại đảo lên. Rồi, cắm trứng, trứng gà, thính chảo, ok, thế thôi, cắm trứng một gói này. Một gói cắm trứng, ok. Thính chảo. Tính chạo này, chỗ này thì còn khoảng 7 lạng. Cho khoảng 5 lạng thôi. Ok, thế đã xong. Sốp. Rồi ok. Ông ấy cho nhiều quá nó lại nổi cả ổ lên trên mặt nước. Trứng gà đỏ 3 quả. Trứng gà ta cũng được nhưng mà lãng phí anh em. Rồi anh em, thế nó xong ổ thính. Đấy, lục trôi mè chấm chắp thập cẩm chi khơn, cái gì cũng dính. Nhưng mà chủ yếu nó là trôi với mè thôi. Trôi mè chủ đạo thôi, nó còn dính thì vẫn dính tất đấy anh em ạ. Cho vào túi ni lông. Tôi làm kênh quay video này thì do là làm một mình nên là rất chi là vất vả, không có người quay phụ. Nhỡ mà video nó không được như ý, dung nọ dung kia thì anh em cố gắng thông cảm giúp tôi. Đó, ok.
Xong ổ thính rồi. Bây giờ trộn một lăng xê nữa thôi. Ok anh em.